10 seconds remaining. 5 seconds remaining. 5 seconds remaining. Vega squadrons turn to pick. Evil geniuses turn to pick. Vâng, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với game đấu thứ hai giữa Vega và Evil Genius. Ở đây tôi đã lại nhìn thấy đấy là một con Doom dành cho Fear rồi. Lượt pick thứ hai sẽ là cái gì đây khi mà đối phương tiếp tục có Enchantress cho solo và một con Felix Void của Mark. Reserve time. Chính xác rồi, nhiều khi các bạn cứ bảo thích caster nữ xong rồi đến lúc mà tôi tìm ra được các bạn nữ thì các bạn lại không thích. Đấy bảo là các caster nam thì chuyên nghiệp hơn rồi pro hơn rồi các Vegas squad khó rồi tìm bạn nữ mà vừa xinh vừa lên cam không lố lại vừa pro lại vừa cắt hay thì tôi nghĩ trên quả đất này còn đang hơi thiếu chứ đừng nói là ở Việt Nam. Silver tôi cũng chưa thấy Silver cắt hay lắm, dạo này trai hát thì có tìm hiểu về chiến thuật Evil các thứ còn ổn. Ok, và trở lại với game đầu, chúng ta có Daxia của Bulma bên đội hình Team Evil Genius. Họ đã ban đi không chỉ Lonroy mà còn đó là con Puck Dimit ở vị trí của No One. Tôi đã bảo rồi, con Puck này bây giờ không ban thì pick mà. Ember Spirit của Sumail tiếp tục không được ra đời. Đây có vẻ thì con hero ở phiên bản này Sumail comeback quay trở lại đánh vị trí là carry farm lên mid và thi đấu rất là hay. Chính cái con Ember này cũng là một con hero mang lại chiếc vô địch TI 5 dành cho Evil Genius. Không tội gì mà ban đi khi mà bắt đầu nó quay trở lại cả. Lượt ban thứ 3 của Evil Genius. Đối phương có một con orb lên, một con support. Với cái lượt ban thứ 3 này, PPD sẽ nghĩ đến cái gì? Và đó là con Witch Doctor. Khi mà cảm thấy rằng con Witch Doctor của Sima the Slayer chơi khác biệt nó quá là lớn so với rất nhiều con Witch Doctor khác ở khu vực CS, tôi cũng không dám tiện nêu tên ở đây. Những cái tình huống cắm cọc của Sima thường xuyên là không khiến cho đối phương không thể counter sớm được và lấy rất là nhiều máu của con hero bên phía Team EG. Ban cái con Witch Doctor cá nhân tôi nghĩ là hợp lý, nhưng mà có vẻ như PPD anh ta đang bị cuốn theo cái lối ban pick của Vega. Nếu như bây giờ trong cái game này Vega có được một cái bài lạ thì tôi nghĩ rằng Evil Genius họ có thể kịp trở tay. Và một trong cái bài lạ của Vega đấy chính là việc pick vào một con Ricky là những chỉ là support có thể đẩy con Enchant này phải up lên được. Felix Void thì farm xếp lên, ôi xồ ôi. Mà tôi nghĩ cái câu chuyện đấy xảy ra nó là hơi khó. Ban thứ tư của Vega Squadron. Đây là một game đấu mà cả hai bên đều đánh giá nhau rất là cao và họ thi đấu rất là an toàn trong game đấu đầu tiên. Đặc biệt là về phía Team EG. Và Vega thì ban đi con Lick của PPD. Ban đi Lick. Thực ra thì khi mà họ quyết định pick vào con Lick này thì một là ý đồ của họ sẽ là control lên, đánh out lên đối phương. Hai là sẽ kết hợp cùng với một là lồng của Void. Hai là cái Dream Coil của con Puck. Thực ra là bên phía team Vega đã có Felix Void rồi. Nếu như mà úp lồng chỉ không chuẩn thì thôi Lick nó ulti vào cái hơi nát. Vâng, Oracle dành cho Sema the Slayer trong game này. Một con Oracle. Phía Evil Genius thì ban đi con Brawl Ranger. Ban đi một con Brawl Ranger. Đối phương vẫn còn có thể chơi với Kling, vẫn có thể chơi với Helicopter, kết hợp cùng với Felix Void cũng được.
5 seconds remaining. Reserve time. Vâng, xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh ESV TV. Tôi thì xin tự giới thiệu lại, tôi là Caster Mỹ Bướm. Các bạn nào mà lên kênh chào mình thì ok, hello, xin chào lại các bạn. Hiện tại thì đang bắn pick thôi, mình vẫn còn có thể để ý được kênh chat một tí. Thì đã vào đánh combat hay là vào game đấu thì mình tự quay cam, nên là có lẽ là sẽ không giao lưu liên tục được. Và Evil Genius lựa chọn đấy là con Dazzle. Tôi lại đang nhìn thấy một cái game đấu mà có 3 con hero không có khả năng giữ chân đối phương đến từ EG. Duy nhất là một cái slow của Dazzle. Một cái bút tốc chạy của Daxia nó khá là 50-50, đối phương hoàn toàn thể cai được. Pick rất nhanh, Queen of Pain dành cho No One, một trong con hero tủ của No One rồi. No One bây giờ thì cũng 8k thôi, cũng chẳng có bao nhiêu đâu. Evil Genius với cái lượt pick thứ tư của mình. Rồi với Daxia, Doom, Dazzle. Như thế này thì họ sẽ phải Doom vào ai? Khi đối phương có cả Void, cả Queen of Pain, cả Oracle luôn. Một Windranger đã được xuất hiện với Sumail Dimit. Cũng khá là nhanh, đối phương có Queen of Pain. Pick luôn vào Windranger. À, game này thì mình sẽ chỉ còn cắp một mình thôi. Mimosa thì hôm qua và sáng ngày hôm nay thì mặc dù là ngày lễ, ngày nghỉ, nhưng mà vẫn phải trực để lên bài các kiểu, nên lúc ấy vào cũng cắt vui một tí như thế. Khi mà nói chung anh em tình cảm quý nhau vào cắt vui thế thôi, chứ không phải nhiệm vụ Mimosa. Nhưng bây giờ Mimosa có lẽ là đang về nhà hoặc là đang nghỉ ngơi rồi, ngày lễ. Anh em nào mà không biết Mimosa mà không hiểu lắm thì có thể là không quá ok với cái phần cát mà Mimosa nói, nhiều khi hơi lan man. Nhưng mà ra thì Mimosa chuyên môn rất là cao hơn tôi chắc phải tầm vài ba lần gì đó. Vâng, với một cái Psycho của Windranger, đội hình của team Evil Genius, tôi thấy là hơi khó đánh với việc là bắt vào Void rồi bắt vào Queen of Pain bây giờ như thế nào. Vâng, phía Vega thì họ mang đi con Slada, vị trí farm của AoE 2000, xong bây giờ đánh thêm một con Lifestealer nữa thì đúng là tôi lạy luôn đấy. EG với lượt ban cuối cùng sẽ phải ban đi con hero vị trí là farm xếp lên của FN. Để xem nào, với Daxia nên đánh con hero tay dài gì đó. Reserve time. Thực ra thì Kling ở đây cũng là một cái sự lựa chọn, nhưng mà con Kling đi với con Oracle thì hơi khó để giết người, hơi khó để đè lên, đặc biệt khi đối phương là Daxia. Gyrocopter như vậy là EG và ban đi Sven và pick cho mình đấy là Chaos Knight của AoE. Anh Huy ngày hôm nay thì anh ấy đánh CK rồi. Vega chơi cái gì đây? Nói chung là tôi thấy ở đây còn con Gyrocopter khá là khả thi trong đội hình này. Dồn đam rất là nhiều. Bằng Dazzle mà đi cùng với cả CK thì kèo này phân bóng ra bút trụ thì nó là nhất luôn đấy. Hai cái pick cuối cùng của Evil Genius thì là hai cái pick đều có stun, đều có những cái skill kéo lại các kiểu, dứt điểm đối phương nhanh nữa luôn. Windranger và CK, quan trọng là họ sẽ control lên như thế nào với con CK như thế này. Nên CK cũng là một con hero có thể bớt chết được Felix Void trong một nốt nhạc, khiến cho con Felix Void này không kịp sử dụng cho mình cái tham warp. Và ui, Medusa counter hoàn toàn lại kỵ sĩ bóng đêm, kỵ sĩ hỗn mang của anh Huy. Medusa của FN. Medusa cũng là một cái con hero mà tôi hứa luôn, những cái thanh niên người Nga hay stream ở trên Twitch thì rất hay spam để leo rank. Medusa và Chaos Knight. Kèo này sẽ là kèo một Medusa, thậm chí anh ta sẽ lên Lincoln các kiểu là điều là uầy, hơi khó dành cho Evil Genius thì phải. Đây là một cái set đồ Medusa mà không hề có bất kỳ một cái đồ đạc gì cả. Một con Medusa trông nó rất là chân quê ở đây.
bằng siêu carry vô địch Medusa thần đầu rắn. Bằng Sumail không chào hỏi Goodluck have fun gì mà ok, No One là người khơi trước với việc là đưa mặt Queen of Pain lên trên này, ok hay lắm. Sumail cũng có màn vuốt chán với Windranger đáp trả khá là ok. Đến lượt ông solo giải đấu sắp sửa nát và mấy cái màn chat talk kiểu như này. Nhưng mà Vega là một cái team mà họ không sợ Evil Genius lắm, thường xuyên thắng Evil Genius luôn, kể cả trong thời kỳ đỉnh cao của Evil Genius. Vega thì sau cái chức vô địch tại ESL One Frankfurt vào cuối năm 2015 thì đến thời điểm bây giờ họ chưa có thêm bất kỳ một cái danh hiệu gì cả, cũng không có được những cái thành tích tốt ở trong các giải đấu mà họ tham gia. Mà có vẻ như giải này lại quay trở lại với ESL. Lần này là đánh The battle begins. Không phải giải này, xin lỗi các bạn, sorry, giải này là giải Whiplay. Lâu lắm rồi thì Vega mới lại vào sâu trong một cái giải đấu như thế này. Và thực sự là họ thi đấu rất là có sức nặng. Ban pick cũng là tốt, lối chơi là ổn. Vâng, một cái ward được cắm trên vị trí đồi cao mới. Ward này như là ward của Fear, chính xác rồi. Không biết là Sema Slayer anh ta có biết cái vị trí ward này không? Vừa rồi tôi thấy di chuyển bước đi bước dọc ở đây, bước ngang bước dọc ở cái vị trí này, không biết là có cảm nhận ra được có một cái ward con rơi treo ngược ở chỗ này hay không. Fear cố gắng vào để phá cam creep của đối phương thì phải, sẽ là ngăn không cho solo có được con creep đầu tiên. Cũng là scout ra xem là cái bãi này có con gì. Di chuyển này, mua giày sớm đừng bảo bắt gà. Có lẽ sẽ vòng rừng và di chuyển về thôi. Đây là một cái ward có thể block cam được và đã block cam cái cam rừng đầu tiên này bên phía Team EG rồi. Đây là một kèo mà bên phía Team EG họ chia cho Bulma di chuyển dưới bot. Bulma sẽ mang nhiệm vụ là đi vào Felix Boy, trong khi đó thì ở trên top CK sẽ đi cùng với Dazzle để đi cùng lên với cả con Medusa bên phía Team Vega. Medusa đi cùng với cả Sema Slayer, kèo này chỉ là farm thôi. Giữ lên và farm, giữ mạng và farm hoàn toàn là như vậy. Lên mid thì Sumail tiếp tục cái màn thể hiện last hit deny tốt hơn so với No One. Hy vọng là trong cái game này thì bên phía Team EG họ sẽ là những người chơi khởi sắc hơn một chút so với game đấu đầu tiên. Ít nhất là gì thì cũng phải có tình huống đi ganh cùng các kiểu. Tự nhiên một ông AoE 2 cành bây giờ về farm carry thế là thôi. Có một cái giật thẳng Sema the Slayer xuống và di chuyển khéo, thế là đi về được rồi, không mất quá nhiều máu, không bị dính được một hit nữa. Chói đôi của Sema thể hiện rõ quan điểm vào bộ đôi của đối phương luôn. Mất nhiều máu hơn đến từ CK. Thêm nữa là con hero này không còn nhiều mana. Rồi có màn di chuyển lên của solo, sẽ là bắt vào PPD rồi. Ok, PPD có cho mình đấy là một cái bất tử lên. Cái kèo này là kèo chết chắc chắn luôn, là chết. Còn mạng first blood này còn được dành cho Medusa, khi mà cả Sema solo, một con Zone, một con Centaur đều đã khựng lại. Chỉ có body block không cho PPD di chuyển về thôi. Sumail với Windranger thậm chí là mua cho mình hai nun. Có một cái tình huống mà bắn power shot lên, hy vọng là trúng cánh của Sumail, No One, nhưng mà hơi quê, trượt, ăn được một con creep. Sema Slayer anh ta cũng đã ăn xong được cái bãi quái rừng rồi. Level 3 dành cho Oracle. Level 3 thời điểm phút thứ 3. PPD ở đây thì có cho mình đến level 2 thôi. Còn có một cái giật về một chém cực kỳ đau, một chùy nó là cực kỳ thấm luôn đến từ anh Huy. Trong khi đó thì ở dưới boss này Mark vẫn cứ là farm được, mặc dù là bị liên tục bị harass với những cái Ancel của Bulma. Bóng điện này thì nói chung là Mark thì anh ta lên 2 điểm cái tham quắc, cứ ít máu thì tham quắc về thôi, thậm chí là còn chưa bắt cái tango nào cơ. Lượng level farm được của Felix Boy lại còn hơn cả Bulma với Daxia. Kèo này là kèo nếu mà đã bị chụp lồng thì ngoài con Dazzle ra tôi chưa thấy là bên phía Team EG họ có cái gì để có thể cứu những người đồng đội trong lồng của mình. Khi mà Earth Spirit cũng không có, những con kiểu VS thì cũng không có.
Nhưng hình như là Sumail anh ta chưa mua cho mình cái lọ thì phải. Ở đây thì Fear anh ta tiếp tục sẽ là farm sớm cho mình đến cái dây máu. Gà đang mang di chuyển ra rồi. Sumail không lên lọ cho Windranger ở trong kèo này. Không biết là có farm thẳng lọ hay không. Hiện tại chúng ta lên 2 cái nun để có thể last hit deny được ổn hơn so với đối phương. Rõ ràng là last hit deny hơn so với no one rất là nhiều. Giết 21 creep, deny 11 creep. No one mặc dù có lọ nhưng mà đang farm thốn hơn rồi đối phương cũng cực kỳ nhiều. Đã phải mau mua thêm cho mình đến là một cái lọ bình máu to rồi. Fear di chuyển lên trên top, ở đây hiện tại chỉ còn lại duy nhất của mình đó là Sima thôi. Một cái stun vào nào, nhưng Sima anh ta đang cố gắng là disarm vào chính bản thân mình. Rồi có một tình huống dive trụ của Fear không bắt nổi Sima the Slayer. Ba con hero bên phía team Evil Genius bắt một con hack support của Vega nhưng không được. Mặc dù đây đã là level 4 dành cho CK, cũng là level 4 của Dazzle rồi, chưa có gì để bắt được. Solo di chuyển ra đã bị scout với việc có một cái ward của bên phía team Evil Genius. Ở đây AoE 2 cảnh đang cố gắng chạy sang mé bên phía tay trái và di chuyển về được rồi. Tổng tỷ số hiện tại bây giờ đang là 1-0 nghiêng về những con cá mập Vega Squadron. Evil Genius bị dẫn 1-0 trong game đầu thứ 2 này thì mọi thứ khá giống với game 1. Nhưng chẳng gì xảy ra vào thời điểm khoảng 6 phút đầu tiên cả. Ngoại trừ một cái first blood ra thì không có gì xảy ra nhiều bằng. Sờ mốc cả AoE 2 cảnh ra mid luôn nào. Sacco chói. Vâng, vẫn còn một quả stun đã bắt được No One rồi, mạng dành cho PPD. Nhường lại lên cho Medusa farm, Medusa của FN farm gần như là free. Xong cho mình đến là một cái dây tím rồi, mặt nạ Agi các thứ luôn. Ring Aquila incoming. Rune DD double dam dành cho Bulba. Đấm thẳng mặt của Mark luôn, kèo này là hai con hero này chỉ có là farm. Void đi off lane mua một cái dìu farm, lên một cái Morbid Mask để sẵn sàng lên tiếp, đấy là Vladimir. Một con Void lên đồ như thế này, nâng 3 điểm vào time lock. Farm rất là ok, gần như là chả bao giờ phải đi về để hồi máu cả. Còn ở lên mid thì Sumail đang bị chase vào, anh ta đang mở win run lên. Có lẽ kèo này là kèo Sumail chết rồi. Tí nữa thì bắt ngược lại được No One. No One cũng lên bảng đếm số, như vậy là 1-1. Lợi về mặt level dành cho Queen of Pain của No One sau pha vừa rồi. Đến tình huống mà Windranger của Sumail ta không có bảo kê. Dưới boss thì sao, Bulma đang ít máu nhưng có PPD, kèo sống rồi. Hết mana của lại Bulma, không có sâu ring, không cần di chuyển về làm gì cả. Bú máu lên thôi là ok rồi. Trên top AoE 2 cảnh hết mana, gần hết máu, một cái nút đam vào không đủ. Và CK về được. Windranger của Sumail đã có level 6 rồi, nhưng anh ta vẫn chưa lân nâng cho mình, đấy là cái Focus Fire lên. Trong cái tình huống mà từ đã, khi mà ở đây có một cái ulti vào của FN và Fear, kèo là kèo chết chắc chắn rồi. 3-2 dành cho Vega, có cơ hội để ăn trụ này luôn khi có một xe, có hai đệ của solo. Rồi ăn trụ rồi, không có ai ra đép cả. Bên phía team Evil Genius họ cũng muốn rình rập cái trụ 1 ở dưới boss này. Họ cũng chơi nhỉ. Và phút tốc lên cho AoE 2 cảnh và dồn đam, đó là quá đau. Hai cái bọc điện này của con Daxia và Void trong pha vừa rồi, tham quan các kiểu đi cũng không đủ. Void sử dụng cái lồng, để làm gì đây? Để sử dụng lồng lúc nào? Đã có thêm một trụ dành cho Medusa của FN rồi. Từ phút thứ 8 này, một con Medusa farm đầu bảng Network chưa bị sờ vào một lần nào. Giết được một mạng, ôi chết dở. Không được, không. Rõ ràng là sau một cái lồng của Void, rồi là con đến con Medusa nó sổ ulti ra, mọi thứ khá đơn giản. Đơn giản thì là gì, Medusa dụ cho đối phương bơi vào, anh ta sử dụng một cái ulti ra, đối phương cho lùi về một chút, chắc chắn là đối phương phải lùi về. Còn đó sẽ là cơ hội để cho Felix Void blink ra mở cái lồng. Wow, con bát không có gì phức tạp, rất là rõ ràng về mặt quan điểm thôi. Phía EG thì tôi nghĩ là họ cần canh lẻ đối phương được, để được Medusa là tham xanh không ổn lắm. Úp lồng của Void và xong chứng cái số quay của Queen of Pain thì ai còn sống nữa. Deny.
Aoi hay Cảnh vẫn chưa quyết định là sẽ mua cho mình cái gì. Ở đây thì có rất nhiều sắc xếp, có thể sẽ là một cái trống, có thể sẽ là một cái amulet, hoặc có thể sẽ là mua một cái dây gỗ ở đây, sau đấy lên tiếp cái item gì thì chưa biết được. Mình cũng giật cả creep về để farm luôn. Trên top này thì FN đẩy lên về gần sát trụ 2 trên top của Evil Genius rồi. Fear đánh hai con Doom liên tiếp. Cá nhân tôi thì tôi đánh giá Fear không phải là quá xuất sắc ở trong việc chơi con Doom này, đặc biệt trong con mắt to, ganh lẻ thì còn ổn. Vâng, và bên phía team Vega họ đang có hai Nero khả năng deal đam tay rất khỏe ở đoạn late game và đang được farm free. Đấy là con Enchant và con Medusa. Void cũng đang sống quá là ok ở dưới boss, mặc dù trước một mạng không sao cả. Network đứng thứ hai luôn. Chúng mình vào nhìn thấy CK của Aoi hai Cảnh 2k7 so với 4k rưỡi của con Medusa. Vâng, ở đâu đó thì Queen of Pain lên bảng đánh số với việc là Fear Chase vào, có lẽ anh ta sử dụng cả ulti rồi. Còn có một cái lồng được úp xuống và dưới boss này thì CK cũng là chết luôn. Một cái tình huống TP của PPD xuống không kịp. Bây giờ thì bên phía team Vega họ sẽ là cố gắng dồn và ăn thêm một chút nữa. Xong này Fear bị phát hiện ra nào. Đừng có vào rừng nhà bà. Bấm giày phây lên để đuổi theo Doom luôn mà. Và một mình TPD đang phải đối diện với 3 hero kinh khủng tính như thế này. Sẽ có thêm 2 cái TP nữa. Aoi hai Cảnh chưa có Daxia, cần có Daxia búp tốc lên nào. Bun 3. Ôi, TP đè vào nhau, thế là mất hơi nhiều thời gian, đối phương di chuyển về hết rồi. Vâng, No One đã chết đến 3 mạng ở lên mid. Anh ta cũng đã xong như mình được một cái giày gỗ. Nhưng kèo này là kèo No One đang thọt hơn so với Sumail. Không sao cả, phía Vega thì họ có một con Hack Carry mà gần như đó là vô địch vào thời điểm late game rồi. Nếu như sử dụng ulti hợp lý, gần như đó là vô địch, con CK rất khó để có thể sờ vào được. Mặc dù bộ combo một stun một giật về của CK gõ bóng xong rồi đa số hồi máu lên, burst damage rất to, rất đau và rất là nhanh. Nhưng mà với một con Medusa nó đã đủ đồ, đủ độ tanh rồi thì mọi thứ nó hoàn toàn là ok, thoải mái. Lúc sau Oracle chạy ra một nhịp không giết được, Oracle chạy ra Enchant, chạy ra hồi máu thế thôi. Nhưng kèo này thì solo anh ta lên level, lên skill khác hơn so với game 1 rất là nhiều. Sẽ là 3 điểm và Mark và Untouchable là cái điều chắc chắn khi đối phương đấy là CK và con Windranger. Aoi hai Cảnh vẫn cứ chỉ là đứng giữa bảng xếp hạng thôi, mặc dù anh ta được farm free. Nhưng cuối cùng chúng ta quyết định là lên cho mình một cái tay vàng để đua farm với đối phương. Nên cần có một cái tay vàng sớm, có lẽ là một cái Blink Amulet. Trong game này, một cái Blink Amulet thì mới đủ ra tạo ra yếu tố bất ngờ để bớt chết được Medusa hoặc là Queen of Pain. Nếu không thì rất là khó bơi trong combat với con CK mà bên phía đội hình team EG không có nhiều cái skill để giữ chân lại như thế này. Rồi một cái tình huống smoke đầu tiên của Evil Genius tiến xuống lên bot, ở dưới lên bot nên nhớ cũng là 4 người của Vega. Có một con Queen of Pain liền sau đã có cho mình số tích quay đầy đủ tất cả các skill rồi. 13 điểm Magic Wand Stick. Mark ở đây ăn cho mình đấy là cái trụ bị doom vào rồi, tình huống của Mark anh ta đã bị doom vào rồi. Nhưng bây giờ thì No One ở đằng sau bằng Blink về, Bun 3 cố gắng đuổi theo. Fear anh ta chase vào Sema, Sema chết turn này. Mark sắp hết Doom rồi, Mark gần như là không mất máu. Mark gần như không mất máu, vẫn có thể đánh được khi FN đã di chuyển xuống dưới này. Một tình huống úp lồng đôi vào của Mark. Vẫn còn PPD ở ngoài, PPD... Vâng, PPD quyết định là không sử dụng cho mình cái Shallow Grave. Nhìn hai core hero của EG lên bảng đếm số sau khi họ mất rất nhiều thời gian để lấy mạng của Sema ở trong cái góc này. Và Sema nên nhớ rằng đấy chỉ là con hack support thôi. Chết thôi, EG họ để đối phương ăn gần 1k tiền và 1k 6 XP sau cái tình huống vừa rồi. Quan trọng là con Medusa nó lại có mạng rồi. Đây là một con Medusa mà cảm giác như là mỗi lần nó sử dụng cái ulti nó lại ăn được mạng hay là ăn được acid như kiểu Spectre. Ui, đây không được. Và đây là một con Medusa 7k network sau 14 phút. Thua.
Generation. Tiếp tục là có những cái stack rất là to. Stack này là solo cứ vừa đi farm xong rồi tiệm đường công tác là stack cho FN thôi. Nó sắp có Manta thì có Medu rồi. Thôi xong thua. Không phải nói thực sự là đây là một cái game đấu mà với một con CK nó vẫn còn ít đồ như thế này quá khó để có thể đánh được. Khi đối phương có cái lồng của voi, có một con Queen of Pain nó thổi rất là mát. Con Queen of Pain cùng với cả Oracle tiếp tục di chuyển lên rồi một mình voi đứng ở đây luôn, đứng thẳng mặt cho đối phương nhìn thấy. Không hề e ngại đối phương tí nào cả, có một cái TP xuống nào, Faceless Void của Mark ta định làm gì đây? Gọi có một cái stun thẳng vào đầu của Mark nhưng bắn từ đằng sau là quá đau của Solo cũng như là dồn đam của Nowan. Cố bung bất tử lên sách cổ đôi của Sumail, lấy được mạng của Semai không, vẫn chưa chết Semai, Semai bung ulti lên. Trong khi đó thì Aoi cảnh đã lên bảng đếm số rồi, phía anh ta chưa có được cho mình đấy là cái Doom. Mark về được, Semai the Slayer mãi lên bảng đếm số, tiếp tục làm cái sách cổ chính xác của Sumail. Lần này thì đã có thêm mạng thành cho Sumail rồi, double kill Sumail vây cường đặt tường là tốt. Vâng, FN anh ta bắt buộc phải sử dụng là cho mình cái ulti, bây giờ bắn ngược lại phía luôn, phía chết rồi. Phía lên bảng đêm thôi, không, phía là gối máu lên, phía không chết trong phao rồi. FN còn một chút xíu máu và mana rồi nhưng vẫn không chết. Dire's top tower is under attack. Dire's structures are fortified. Dire's top tower is under attack. Dire's top tower has fallen. Vâng, và sau khi ăn được cái double kill trong pha vừa rồi thì Sumail anh ta đã lên xong một cái blink. Đây là một cái item mà tôi nghĩ là không chỉ Sumail mà Aoi hai cảnh cũng cần phải có một tình huống đánh nhau combat. Mà nếu như không có hai pha cycle chính xác của Sumail, có lẽ là Vega họ đã lấy được rất nhiều thứ trong pha combat vừa rồi. Medusa tiếp tục không chết, không hề ổn. Hình như Medusa chuyển hướng sẽ là farm thẳng Lincoln luôn. Sẽ là chuyển hướng farm thẳng Lincoln, bỏ qua Manta. Mặc dù đã mua Ultimate Orb và một cái Yasa rồi nhưng ta vẫn cứ là hướng đến thẳng Lincoln. Dire's top tower is under attack. Vâng, chỉ một rắn của Medu vào thôi, Sumail mất nửa máu, mất gần hết mana. Đương nhiên là anh ta vẫn còn mình đấy là một cái lọ nữa. Lọ thì còn đầy với Rune DD. Nhưng rõ ràng rằng chúng ta nhìn thấy là con Medusa này nó không e ngại cái ulti của Daxia. Daxia của Bulma thời điểm này thì đã xong cho mình đấy là Mekan. Nào, di chuyển trong khu vực rừng của đối phương là cái điều mà gần như chắc chắn team Evil Genius họ sẽ hướng đến. Khi đối phương đang mít rất nhiều trong rừng, bây giờ con Medusa nó lại có ulti rồi. Đằng sau có Mark nhìn thấy Medusa mở ulti hay không, Medusa vẫn kịp mở ulti. Vâng, bóng đã được hiện lên, bóng của AI được phân ra, đùm thẳng vào FN trong pha này. Nhưng bây giờ FN di chuyển về lại được quá thoải mái. Bên phía team EG họ lố skill rồi. Một cái đùm, một cái phantasm của AI hai cảnh không làm gì được đối phương cả. Đối phương thậm chí không mất đến nửa máu. Ôi, không. Thế là thôi rồi đấy. Không, thực ra nhìn vào một cái combat kiểu như vừa rồi, những tình huống kiểu như vừa rồi, nhận thấy rõ ràng rằng cái con Medusa này ở thời điểm như thế này thôi, nó đi một mình trong rừng, cả team EG rượt vào nhưng không bắt nổi. Thì thua. Thực sự là rất khó đánh cho EG bây giờ rồi. Rõ ràng là Vega bây giờ sẽ cố gắng hack não team Evil Genius bằng cách là gì? Không cần phải farm, à không cần đi put, không cần phải đánh nhau. Chúng tôi farm. Chúng tôi còn ai? Chúng tôi còn đấy là Enchant. Chúng tôi còn đấy là Medusa. Why? Combat. Chúng tôi chỉ cần đép vào đây thỉnh thoảng đi ăn Rosan thế này. Lợi thế ăn Rosan, thực ra thì nếu như trong pha vừa rồi mà team EG họ chưa sử dụng hết Doom hay là cái phân bóng của Aoi hai cảnh thì có lẽ là Vega cũng không tự tin đến mức ăn Rosan như này đâu. Nhưng bây giờ họ hơn skill rồi, tội gì. Vẫn còn lồng của Faceless Void. Vâng, Void của Mark. Game này là game lên thẳng mình đến cái blink chứ không là farm những item lâu la khác nữa. Phía team EG thì họ vẫn muốn bơi vào khu vực Rosan Pit. Đây thì FN 2 giây nữa. Bây giờ thì FN anh ta lại có mình đến là cái ulti rồi, trong khi ulti của CK còn rất lâu nữa. Aoi hai cảnh đang đứng trong khu vực Rosan Pit sẽ là như thế nào đây, khi Queen of Pain đang ở góc trên. Nào, một tình huống bơi ra úp lồng hai người đúng vào vị trí mà đấy là Sonic Quay. Quá đẹp mắt. Một cái tình huống sách cổ đôi nhưng ngay lập tức là bị disarm vào của Oracle. Phía bên... Ôi dồi ôi!
đặt tường như thế kia. Đặt tường không hiệu quả rồi, nhưng bây giờ Fia anh ta đang cố gắng lao vào trong combat, cố gắng lấy mạng của Solo. Solo hồi máu lên, Fia là người chết trước rồi. Ba thành viên bên phía team EG lên bảng đếm số với một cái tường như thế này đây. Một cái đi qua tường, tự tin quay cả tính đi qua tường luôn. Ba mạng của EG chết, để lại đấy là một con Roshan rất là tươi cho Vega, hoàn toàn là ăn được thận con Roshan, cực kỳ thoải mái, không gặp bất kỳ một trở ngại gì cả. Và Vega không mất một ai, điểm thì không mất máu nào, thì Encha bây giờ lại gần đầy ạc máu luôn. Thua. Thực sự tôi không nghĩ là team EG họ lại, có lẽ là họ bị outpick. Nhìn vào ba cái lượt pick đầu tiên với Daxia, với Dazzle, với Gondu, tôi đã thấy có cái gì đấy nó sai sai rồi. Không có bất kỳ một cái gì giữ chân đối phương ở trong khi lượt pick thứ hai Vega đã có voi. Vâng, những cái tình huống kể cả Sekko chính xác, Sekko cực kỳ đẹp mắt, Sekko cực kỳ nghệ thuật của Sumail, mọi thứ vẫn chỉ dừng lại ở mức đấy là harass máu đối phương chứ không thể dứt điểm được, không thể burst dam được khi mà AoE hai cành với CK chưa có cho mình đấy là một cái blink. Không burst chết được con Felix Void thì mọi thứ với team Evil Genius gần như là không thể đánh nổi. Tình huống mà Mark anh ta tham quắc ra, anh ta đứng nhìn ngắm, chúng ta thấy là voi thoải mái đến như thế nào. Trọng thủ có bắt anh ta đứng nhìn ngắm rất vô tư ở khu vực trước cổng Roshan Pit và đợi cho đúng cái tình huống thật là đẹp, úp lồng cả Bulma cả AoE hai cành, cứ được bên thổi ra thế là thôi. Mà PPD trận này cũng thi đấu không thực sự là quá tinh tế, cũng không thực sự là tạo ra những tình huống bất ngờ dành cho đối phương. Chúng ta cũng phải thông cảm chứ mà. Thì con Dazzle bây giờ trong cái hoàn cảnh này thì nó rất khó để làm được cái điều gì to tát hơn. Một cái shallow grave bây giờ có khi còn phải sử dụng cho chính mình luôn. Hoặc là giữ để dành cho Sumail, người khả năng deal dam. AoE hai cảnh quá dễ để bị cai cho một combat mà có cả một con Enchant đã mắc untouchable, một con Felix Void có tham quắc, một con Medusa quá là dày, một con Queen of Pain có như mình đến một cái blink. Oracle hoàn toàn để hồi máu lên cũng là giải được bút bất lợi dành cho con Medusa trong trường hợp là cần thiết. Mà tôi chưa thấy là cần Oracle của Sema bút bất kỳ một cái ulti nào vào người của Medusa cả. Đơn giản con Medusa không chết nổi, Oracle thường xuyên là bút ulti vào người mình, câu khéo thêm cái lượng skill cũng như là cái khoảng thời gian đánh tay của team EG trong combat và mọi thứ sau đó chúng ta đều biết rồi. Queen of Pain hay Medusa mà nó thoải mái trong combat vào thời điểm thứ 20, 21 như thế này rất khó để EG có thể đánh thắng được một combat 5 năm. Nhưng sắp xong cái gậy xanh này, Sumail hy vọng là với cái item như thế này Sumail có thể burst dam, dồn dam nhiều hơn vào các thành viên team Vega, đặc biệt là tôi nghĩ bây giờ dồn dam vào Felix Void. Radiant's bottom tower is under attack. Còn network chênh lệch bây giờ khoảng 5k, chưa có gì là quá đặc sắc cả. XP thì khoảng 7k rưỡi thì to rồi. Nhưng mà thế trận đánh nhau bây giờ EG khó đánh quá. Ta nhìn thấy là Fia anh ta không sử dụng được cái Doom của mình, thực sự là quá hay. Bây giờ biết Doom ai, có lẽ là chỉ còn là cố gắng luôn một người của Felix Void thôi. Còn bây giờ thì đã xong Manta dành cho Medusa rồi, đây là một con Medusa mà 22 phút giày phay Aquila Manta, một cái Lincoln đứng đầu network, còn khoảng cách so với con hero Hackery của đối phương đằng sau là khoảng 5k. Một món item rất to, chính là cái Lincoln này, chính là khoảng cách vời vợi giữa CK và con Medusa. Radiant's middle tower has fallen. Vâng, Fia sẽ phải lên cho mình là cái Heaven Halberd. Radiant's middle tower thêm một cái món item nữa. Có lẽ là cái món item này lên để búp vào đầu của Enchant thôi, chứ còn bây giờ búp vào Medusa thì thôi đừng có trách. Lincoln nó lại hút hết thôi, không có những cái skill để phá Lincoln của Medusa nhiều lắm đến từ EG. Khi anh ta có cho mình thêm cái skill của anh ta tập kỹ là con ăn aura của chó sói thì được hút nhà như này. Mà đối phương hút nhà này anh ơi rất là nhiều, cực kỳ tự tin luôn, có khiến Aegis mà.
Mình là người có tiền, mình là người khỏe hơn rất là nhiều, mình là người bất tử. Đáp lời những suy nghĩ đơn giản như vậy. Đứng lên tanh trụ luôn, bây giờ đợi clip về. Dire's top tower has fallen. Bên trên thì AoE 2 cảnh, 2,5k tiền, không biết lên cái gì. Không biết là định lên cái item gì ở đây. Bây giờ lên mờ linh có lẽ cũng là hơi muộn, thì đối phương khỏe quá rồi. Without consequence. Sự đến thời điểm này thì vẫn không thể đánh giá cao nổi Evil Genius khi mà họ có AoE 2 cảnh làm Hakkari, hứa luôn đấy. Hakkari chả bao giờ mang tính chất là gánh team cả. Toàn là để team gánh như thế này thôi, 0-3-3. Trời ơi, tại sao không chuyển về đánh support, reset rồi các kiểu đánh Naga support đi, trời ơi. Để cho Fear về cầm carry thì sao, Fear cầm carry rất là ổn định, farm rất ít khi chết. Đánh điểm đạn vừa phải nhưng mà hiệu quả cao. Cái khả năng chọn vị trí trong combat với việc là đánh roll hack carry của Fear tôi đánh giá cao hơn rất nhiều so với AoE. Đương nhiên là ở thời điểm bây giờ thôi, còn chúng ta chưa thể biết được là EG có thể họ đang vẫn còn đang trên team, vẫn còn đang giấu bài nha, nó chưa thể biết được. Đây là một team rất là lớn, không thể nói trước được cái điều gì cả. Còn trong cái game này thì sự nhìn cái network của Medusa nó cứ như thế kia thì vâng, Sema anh ta có một item rất quan trọng rồi, Etherland. Faithless Boy, game này sẽ là game lên tiếp cho mình, đấy là một cái gậy xanh nữa. Lượng đam tay sẽ dồn đến từ Medusa và con Enchant. Queen of Pain tham gia combat. Nói chung là con Queen of Pain của No One đánh combat bây giờ nó rất là free. Trừ khi nó bị doom, không thì rất là free. Mà nếu mà doom con Queen of Pain này thì Enchant sẽ là free hit. Medusa cũng là free hit, Voi cũng vậy. Vâng, như vậy là người ta mark, người ta không lên mình một cái gậy xanh mà quyết định sẽ hướng thẳng đến đấy là Manta luôn. Trái với cái suy đoán của tôi. Đúng là một cái Heaven Helper dành cho Doom rồi, khá là dễ đoán. 0-2-5 với Fear, ôi my Fear bây giờ. Không phải, nó thực sự là đúng là thích thì thích về mặt con người, về thành tích trước đây, nhưng bây giờ đánh như này rất khó để thích được. Hứa luôn, tôi chắc chắn luôn ngày hôm nay tôi cap thì hoàn toàn là công bằng. Team EG không có vẻ gì đánh gọi là xuất sắc hơn rồi, đối phương đánh hoàn toàn là thua thiệt luôn. Vâng, cuối cùng thì game đấu nó vẫn cứ là nửa tiếng, chỉ có 17 mạng. Vâng, đã có một tình huống ping vào cái smoke của solo rồi. Game đấu đang diễn ra mà chúng ta nói chung là nói nhiều về những cái câu chuyện gọi là phong độ và làm sao để team EG chơi hay hơn thôi. Cái tình tiết của game đấu này chưa có gì quá đáng, chưa có gì quá là đặc sắc cả, ngoài việc là Vega họ out hoàn toàn combat. Những thùng úp lồng của Void đã đơn giản, Queen of Pain rất dễ chọn vị trí để thổi cái ulti thực sự là chính xác. Bây giờ nó còn lên thêm một cái BKB nữa, thế là thôi, không thể nào bớt chết được với hai cái skill của con CK rồi. Đang có một tình huống đụng độ ở đây. Mark người ta nhìn thấy PPD nào. Không lâu. Và bên phía team EG họ phải di chuyển về hết. Nào, nhìn thấy ai ở đây không? Có một tình huống mà không biết là họ có nhìn thấy No One hay không. Vâng, lên thêm một cái hớt dành cho CK.
Doom ở đâu đó thì đã có một tình huống mà giết được vào Queen of Pain rồi. Fear the TP về nhưng hơi đen và dính một cái bát. Không sao, bắt được con Queen of Pain với Killing Spree trong pha vừa rồi là ổn rồi. Một hurt dành cho CK của AoE hai cảnh. Bên phía Team Vega họ mua xem. Nói chung kèo này thì Evil Genius, nói chung cá nhân tôi nghĩ thì họ vẫn có thể đép được với Bulma, với một cái đặt tường như thế này. Nói chung là cần phải hay, có lẽ là cần thêm một cái RO nữa thì mới chơi được. Khi mà bây giờ có Medusa làm sao nó tởm thế nhỉ? Đã có thêm Ice Cardi rồi. Trong người của Medusa đang là 4 quả Ultimate Orb. Cái item hướng đến tiếp theo thì tôi nghĩ đơn giản thôi, là con Butterfly. Ui, vô địch, perfect. Đánh một con Hack Carry farm nửa tiếng, giết 3 chết 0, acid 4 lần. Và đây là một con Hack Carry không có skill giết người, không có skill để chạy trốn, cái gì cả, không có stun, slow, kiểu không có gì cả. Nhưng mà như thế này, perfect, hoàn toàn là perfect. Trong khu vực rừng thì EG sổ ra cố gắng đuổi theo, đấy là solo. Bây giờ dồn hết vào solo thì tí nữa ai đánh con voi. Con voi bây giờ chưa có lồng, nửa phút nữa không có lồng. FN có quyết định là chạy ra, vẫn chỉ có bóng bắn phía thôi nhưng mà đã không di chuyển được lên rồi. Vâng, lần này thì Vega họ muốn dứt điểm các con hero của đối phương trước. Đầu tiên là Fear, Fear chưa có nhưng mình đấy là Doom. Nhưng mà lại lùi về, có lẽ họ muốn ăn con khác chứ không muốn ăn con Doom này. Ăn hơi xương. Fear vẫn đang cố gắng làm điều gì đó ở đây và Fear đang bị chase vào rồi. Đâu đó thì Sumail lấy được mạng của solo. Fear không chết, Fear không bị úp lồng luôn, Fear không bị gõ bát luôn. Đếm tiếng úp lồng đôi của Mark chưa bắt được Bulma. Nhưng Bulma thì không kịp mở tường ra rồi. FN đứng bắn với vị thần thôi. Chết là thôi, AoE 2 cảnh lên bảng. Rồi ok, vẫn cứ là có bát thua. Sumail mở áo choàng gió ra các kiểu các thứ. Không thể nào mà Sekko chính xác để mà bắt được vào người của thanh niên No One. Nên tiếp tục là Mark. Chúng ta chase lên để mà đấm theo Sumail. Một bát nữa thôi là thậm chí có rất nhiều con hero của Vega lao vào. Nhưng mà thôi bỏ qua, được ăn đâu xa. Đánh combat gần như EG không có kế gì để mà thắng được combat cả. Bắt được một con hero support. Nguyên Aegis được cầm bởi FN. Chắc chắn rồi, đây là một game mà tôi nghĩ là EG họ không còn nhiều cơ hội. Thực sự là như vậy. Mặc dù lượng network chênh lệch nó là không nhiều đâu, XP chênh lệch thì khoảng 7k rưỡi thôi, nhưng mà chúng ta nhìn thấy đã có một cái cục talisman 1k8 của FN rồi. Đang ở đây thì thanh niên Sumail đang mua cho mình đấy một kiếm deep full. Một cái kiếm deep full để làm gì nhỉ? Cục tê vừa mới đủ. Thực ra kiếm deep full ở trong trường hợp này để giải cái gì không? Ok, có thể giải được đấy là cái disarm của con Oracle Face Edict. Đấy là một cái deep full hình như là giải được. Theo cá nhân tôi nghĩ thì là giải được. Oracle thì sorry là tôi cũng chơi không nhiều lắm. Còn AoE 2 cảnh không kéo được FN về, chỉ là phá Lin Ken thôi. Một cái stun thẳng vào trừ giáp ra của PPD, cố gắng làm điều gì đó, liệu rằng có Doom hay không. Nên Doom ai bây giờ vẫn có một cái sách cổ ra nhưng mở Manta cực kỳ chính xác. Đánh rất đơn giản của Vega, không mất máu nào, mất mana nhiều một tí, sắp hồi đầy rồi. Bulma đã có cho mình cái Blink, cần có một cái đặt tường cực kỳ đẹp. Liên tục những tình huống bao nhiêu hay cảnh, người ta phải phá cái Lin Ken của FN trong vô vọng. Mà có sách cổ chính xác rồi, và bắn bơn mana úp lồng được vào một mình AoE 2 cảnh thôi. Chưa kịp mở Amulet hay làm cái gì cả, nhưng ở đó là một cái đặt tường tốt của Bulma. Boom thẳng vào No One, liệu Evil Genius có thể làm được gì hay không? Và úp phết Eric vào thì FN vẫn mất cho mình đấy là Kian Aegis. Ở đây thì vẫn cái lồng hơi bị lỗi. Không hiểu sao không hút cho nó vào lồng luôn. Ông Bulma đánh cái kiểu gì dị nhỉ? Đây là cái tình huống mà Bulma hoàn toàn có thể hút đối phương vào lồng luôn mà. Thế là chắc là thắng con ban luôn. Là ở phía bên ngoài rất nhiều bóng có thể điều đàn được. Ok, một tình huống nói chung là chưa thực sự là tinh tế của Bulma, nhưng dù sao thì họ vẫn đáp được.
thế cũng là được rồi, vẫn còn một quả trứng cái lộn khá to ở chỗ này. Hơi lỗi thì nó úp lồng chính xác là thêm ở chỗ này, tôi không biết là lồng nó là lồng nào. PPD với Dazzle mua một cái staff ở YZ đi, có lẽ cái từ mình ta muốn hướng đến là staff rồi. Câu chuyện về game đấu này có lẽ sẽ diễn ra dài dài thêm một chút nữa. Windranger của Sumail sau khi có kiếm Deep Fool, không biết là sẽ hướng đến ai từng gì. Đây thêm một cái Manta đã dành cho Felix Void. Tôi vẫn cứ sắc rét đến một cái gậy xanh. Game này thì chắc chắn là không có thanh niên nào lên giáp phản rồi, khẳng định luôn. Daxia sẽ là một cái Siva thôi. Trong cái tình huống mà di chuyển vào lên mid của đối phương thì Screamer Pain chưa sử dụng bất kỳ cái skill gì. Gần như là chỉ có Blink vào một cái Screamer Pain, sau đấy thì bật BKB lên ngay lập tức là bị xỉn Doom luôn. Mà Doom như thế không hiệu quả lắm, không giết được. Medusa thì bây giờ cứ về farm, farm thì đến mức tanh nhất có thể, sau đấy làm gì là. Lần sau thì vẫn còn thì con hero có khả năng bắn chết được đối phương, đấy là con Enchant. Enchant solo bây giờ 35 phút vẫn chưa có gậy xanh. Thoải mái từ từ farm nốt gậy xanh thì là tính tiếp. Không lên Hurricane Pie thì chưa thấy một con Enchant nào lên một cái Hurricane Pie cả trong đấu trường competitive của cái giải WePlay này, giải đầu tiên với 6.87. Game đấu đã bắt đầu diễn ra, nó sẽ là hơi tẻ nhạt một chút xíu trong khoảng tầm tôi nghĩ là phải tầm 3 đến 5 phút nữa là ít nhất. Thời khắc mà con Roshan nó chưa ra, chính xác khoảng 3 phút nữa. Và Medusa rồi farm xong thì mình kiếm bướm, chả tội gì đi đánh nhau cả, Enchant có gậy xanh, chưa phải đi đánh nhau. Kiểm soát lại bản đồ, check Roshan các kiểu các thứ rồi di chuyển vào, vẫn cần thêm những cái khiên Aegis. Thi đấu cẩn thận hơn nữa mới có thể ăn được những cái trụ này. Vâng, Evil Genius với một tình huống smoke. Ở đây thì Crimson Guard được lên dành cho Void rồi. Vâng, thanh niên Sumail khá tỉnh táo nhưng Blink vào nhưng Sekko không được rồi. Ở đây có một tình huống đã phá xong Lincoln của Medusa nào. Mark không bị Doom, không bị làm sao cả. Chưa dứt điểm được Felix Void. Úp lồng vào một mình Fear. Trước đó thì Fear anh ta Doom thẳng vào đấy là solo. Vâng, mở Manta ra Fear. Kèo này có lẽ là kèo chết rồi. Ở đây thì FN đã đứng như một bức tượng luôn và sẵn sàng là Lilda và toàn bộ các thành viên bên phía của team Evil Genius. Tiếp tục AoE hai cánh đang cố gắng dồn đam vào người của Medusa nhưng hao không đủ đam nhỉ. Medusa vẫn còn khá là nhiều máu, ở đây vẫn còn cực kỳ tanh solo. Không phải No One, No One anh ta vẫn còn ở đó, và bên phía của cả hai team thì họ chỉ duy nhất còn Dazzle nằm xuống. Uầy, game đấu là game đấu của toàn là cự nhân rồi. Không, các ông lao thẳng cho con bát thì không nào chết cả. Không có ai chết cả. Nói chung là nói đi phải nói lại, EG không có nhiều những cái skill để giữ chân đối phương thì team Vega cũng thế. Nếu như một cái lồng không thực sự quá hay của Mark thôi thì combat vẫn cứ là đánh hoài. Fulfill.
Tỷ số chung cuộc thì hiện tại Vega đang dẫn là 1-0. Và game 2 này Vega đang có khá là nhiều lợi thế và con Medusa rất là to. Network bây giờ thì họ dẫn khoảng 12k rồi, XP là khoảng 14k. Mọi thứ dành cho EG là hoàn toàn nó là bị động hơn so với đối phương rất là nhiều. Hơi mỏi tay một tí, cứ để cho thanh niên đi pass quay cam một chút xíu ạ. Medusa như thế này là đam rất là to rồi. Cái điều quan trọng của con hero này đấy là cái khả năng tanh ở trong combat. Mà đối phương cũng tanh cũng không hề kém với việc là họ có một con Wind Ranger, có skill 3, một con Chaos Knight rồi, nó có hết rồi. Có lẽ Medusa anh ta còn cần thêm một cái MKB nữa. Thêm một cái AC dành cho CK của AOE 2000. Medusa của FN không biết là trong game này thì cái con hero này nó có bị chết lần nào không. Cái khả năng không chết lần nào đó là có hoàn toàn thể xảy ra luôn. Nhưng có lẽ là bên phía team Vega thì họ còn thiếu một cái gậy xanh dành cho Felix Void nữa. Wind Ranger của Sumail đang hướng đến cho mình và mua một cái Demon Edge. Không biết là một cái MKB hay là một cái Daedalus, có lẽ là một cái MKB thì nó ok hơn khi đối phương Medusa đã có cho mình Butterfly. Smoke của Vega, họ vào vài hit Roshan, sau đó Smoke di chuyển ra dụ cho đối phương bơi khu vực Roshan Pit. Với lợi thế đánh nhau trong combat hẹp, lồng của Void và ulti của Medusa là cực kỳ lợi hại. Và cũng như vậy họ di chuyển thẳng vào thọc sâu khu vực rừng của đối phương luôn. Hình là nhìn thấy ai đó rồi, phải PPD là người sẽ lên bảng đến số kèo này. Nhưng liệu có bắt được hay không, người là PPD đã di chuyển về một cái stun thẳng đầu solo. Nhưng để làm gì, Mark mở lòng bắt AOE hai cành khi biết rằng PPD không còn ở đây. Có lẽ là bye bye AOE rồi. AOE vẫn đang làm lét các kiểu ra, mở một cái ulti ra đến từ AOE hai cành. Chúng ta nhìn thấy là một cái đặt tường của Bulma, AOE vẫn chưa chết luôn. Ở đây thì Fear anh đang dồn đam vào C3 lên bảng đếm số. Và AOE vẫn không chết kèo này. Bên phía Vega họ mất 2 support rồi. Vâng, Sumail vẫn còn blink, vẫn còn có thể đánh được. Cần có một cái gì đó để cancel lại cái Linken này. Fear ở đâu? Còn Fear hình như anh ta vẫn còn có cho mình. Đấy là một cái Heaven Helbert thì phải. Vâng, nhưng không có blink, không thể chase theo được FN rồi. Tự nhiên EG lại đánh được này. What the hell, cái game đấu đi từ chiều hướng gì đây? Bây giờ thì EG sẽ cố ăn Roshan. Liệu rằng là như vậy là hai con support của Vega không có những cái buyback ra. Nhưng mà Vega họ muốn đánh nhau trong khu vực Roshan Pit này luôn. Hình như họ muốn đánh trong khu vực Roshan Pit này luôn. Ăn Roshan là quá nhanh. Void vừa rồi tình huống lao vào nhớ một cái thôi. Và ở đây thậm chí có thể bắt được FN hay không? Gần không bắt được rồi. Không thể đuổi được rồi, đã xong MKB dành cho Wind Ranger của Sumail. Androsan cực kỳ nhanh, AOE hai cảnh là người cầm Fomai, trong khi đó thì Sumail mới là người được cầm Kien Aegis. Bây giờ Sumail mới là con hero điều đang quan trọng nhất. Còn AOE hai cảnh đánh cũng kiểu Medusa rồi, là con tanker. Đơn giản là như thế. Con creep dưới bot thì đang tràn vào sâu, cần có những tình huống hỗ trợ thì nó trụ. Một Shallow Way ra và chỉ ăn được một con creep thôi. Rõ ràng là Medusa vẫn còn cảm thấy là hơi thiếu đam, anh ta sẽ lên tiếp một cái MKB nữa. Lên một cái MKB nữa để bắn thẳng Wind Ranger.
câu chuyện của Mad Wolf rồi. Không phải là cái vấn đề gì quá lớn nhưng cả hai team rồi. Quan trọng là skill và kỹ năng của Doom, của Fear và những cái cycle của Wind Ranger hay là những cái lồng của Void và Ulti của con Queen of Pain nó sẽ nhằm vào vị trí nào hợp lý trong combat hay không thôi. Cả hai bên đều đủ đồ để có thể giết nhau rồi. Vâng, một cái Lotus Orb dành cho Oracle. Vẫn là giữ một cái Demoness. Nói chung là Divine cũng được. Nhưng mà cảm thấy là con Medusa thì hơi khó chết. Nhưng nếu mà Divine mà rơi ra để nó win nhặt được thì là thôi. Bên phía đối phương Team Evil Genius họ quyết định là dồn thẳng vào lên mid của đối phương rồi. Với lợi thế là Fomai và một khiên Aegis. AoE hai cảnh gần 4.000 máu. Kéo chơi được. Nó bị lấy một tí mana không sao cả, khuyến mại luôn. Lao thẳng lên trụ 3 và gõ. Khả năng new down và trụ của CK này thì nó rất là khỏe hơn so với con Medusa khá là nhiều. Tiếp tục là Sumail, chắc là ăn được trụ 3 này thôi. Đấy là cái gậy xanh của Sumail rồi. Đợi creep lên và một lần ulti nữa là sẽ có một trụ 3. Đúng là MKB thì Medusa chắc là không có tiền buyback. Chết turn này là thôi nát luôn. Nếu Medusa chết turn này là nát luôn. Còn ulti ra của Queen of Pain và deal được đam rất nhiều vào bóng của AoE hai cảnh. Trước đó thì Vega anh ta đã có một cái cycle chính xác rồi. FN đây, vâng, nhưng đó là úp lồng đến từ phía của Mark. AoE đang bị dồn đam quá nhiều. Vây cầm đặt tường của Ulba. Combat đang diễn ra với quá nhiều những cái skill chính xác của cả hai bên. Nhưng bây giờ thì FN đang dồn đam vào. Ui, bắn nổ mắt Fear luôn nào. Nhưng chưa có ai chết cả, Fear vẫn không chết trong tình huống này. Bên phía team Vega họ mất một trụ ba. Chính EG mới đang là những người push được high ground tốt hơn. Để giật thẳng solo về một stun luôn. Nhưng đấy là cái búp cầu cũng off khá là tinh tế. Nhưng ở đâu đó thì có Sumail rồi. Sumail gõ cho mình liên tục vào đầu của solo. Và cái solo nổ ulti ra là chết. Nhưng solo chưa chết, anh ta đã cố gắng hồi máu lên. Solo bây giờ mới chết rồi. Mega kill dành cho Queen Run cho Sumail. Sumail bây giờ tỉnh lại. Sumail tỉnh lại nhưng anh ta không còn Queen Run. Sumail bị bớt đam đến chết luôn. EG ăn được một Rage của đối phương, một lê của đối phương, họ đang trả giá hơi nhiều với việc họ mất đi Queen Ranger. Tiếp tục là vây cầm đối phương lại đến từ Bulma. Có lẽ là Fear, anh ta sẽ bỏ mạng ở đây để tạo cơ hội cho AoE hai cảnh đi về. Ok, tình huống hy sinh khá là cao cả của Fear. Chúng ta có 12-16, phút thứ 46, một lên đầu tiên. Game đấu đang diễn ra không thể nào đoán biết trước được. Vâng, và kể từ cái thời điểm mà tôi nhắc đến cái staff của YZD của PPD thì bây giờ anh ta mới xong cho mình, đấy là cái Fox Staff, một trong những con support nghèo nhất mà tôi từng thấy, đánh gần 50 phút được 5k tiền. Trong đó thì Fear khá là giàu gần bằng với Queen of Pain rồi. Chúng ta cái lượng network bên phía team EG nếu mà xét ở thời điểm bây giờ sau khi họ ăn được một lên thì không thua thiệt quá nhiều với Vega đâu. Vega họ chỉ vượt trội với con Medusa này thôi. Các thành viên khác rất là bình thường. Còn Void cũng đã xong cho mình, đấy là MKB. Void bây giờ khả năng deal down rồi. Còn Manta dành cho AoE luôn, hoàn toàn có thể đánh lừa đối phương với những cái tình huống mở Manta ra như thế này. Time is money. Vâng, giữ tay vàng gần một tiếng đồng hồ đến từ CK. Ok, một cái giật lại của AoE hai cành hình như là phá link ken đối phương phải. Nó hình như là cancel cả giật luôn. AoE hai cảnh vừa gõ trông rất là điên cuồng rồi. Ôi,
cầm một cái chì địa ngục ra và cứ thế là gõ liên tục vào đầu Creep thôi. Ta cũng còn có thể lên thêm cho mình một cái item nữa, đấy là giày bay, sau đó thì đóng tiếp một cái item nữa luôn. Được, không vấn đề gì cả. Tay vàng vẫn còn đang được giữ. Hình như là bỏ tay vàng đi rồi. Bỏ tay vàng đi, cầm tiếp cho mình, đấy là cái hớt thôi. Anh ta đang thi đấu với khoảng 7 slot đồ ở đây. Thì có Lotus Orb cho Sema The Slayer. Check qua đồ một tí, không tí nữa lại không đọc nổi combat bây giờ. Sumail sẽ lên tiếp là Daedalus. Kèo này là kèo Sumail hoàn toàn điêu đam chết con Medusa luôn. Dire's bottom tower is under attack. Vâng, ở lên mid thì Mark với Felix Void anh ta cũng quyết định là đẩy Creep ngược về. Vâng, đẩy được Creep ở cả hai lên rồi, nhưng bây giờ sẽ phải TP về để đép thôi. Không có lồng của Void khẳng định không bao giờ đép được. Ao hai cảnh lượng cực kỳ tanh rồi. Cho thanh niên Enchant bắn luôn, mở Crimson Guard lên. Vâng, thu phục một cái bóng của Ao Hi. Đấy chỉ là bóng Manta thôi, chưa phải là bóng Ulti. Đọc kéo được FN về đây. Nên nhớ đằng sau còn lồng của Void, FN chưa mất bất kỳ một máu nào cả. Cực kỳ dày, 1k8 mana và 2k8 máu, vị trí nó khoảng tầm 5k máu. Nào đuổi theo rồi, cùng phá liên can đây thì Mark anh ta bị focus vào. Mark có lẽ sẽ cần phải buy back trong tình huống này. Mark có buy back hay không? Mark không có buy back. FN đang dồn đam ngược lại vào phía phía được búp bất tử lên, bún ba đâu rồi? Còn Sumail cố gắng dồn đam ngược lại một người của FN. Giết chết được FN hay không nào? FN FN đang được búp lô tung hòm lên, bắn rất đau một người của Sumail. Sumail lên bảng đếm số, trong khi đó Aoi hai cảnh cố gắng gõ vào đầu của Medusa ở đây thì nổ cái ulti của Oracle ra. Medusa chết, solo bị giữ lại. 4 thành viên của Vega lên bảng đếm số, và đó là một tình huống mà Mark anh ta đã bị lừa trong combat khi mà chết ở khu vực này. 5k dưới XP sau tình huống đánh nhau vừa rồi. Game đấu vẫn đang diễn ra khá là chất lượng và giai đoạn late game, có thể mid game bình thường. Bây giờ thì buyback ra một mình làm gì vậy? Ok, Medusa còn buyback. Felix Void của Mark thì buyback ra, buyback như này hơi sớm, không lừa được người ta. Phải làm tình huống Medusa buyback bò ra trước, bắn mấy cái. Sau đấy thì Felix Void bất ngờ buyback ra một cái Blink nhảy vào ulti. Ok, may ra, nhưng mà may ra rồi, những tầm này để mà burst dam chết được con CK 4k2 máu với một cái AC nó cực kỳ khó. Có lẽ là hai lên dành cho Evil Genius rồi. Không, Mark anh ta muốn úp lại Aoi hai cảnh rồi, gõ hit 1 đã có bát rồi. Ok, con này bây giờ thì thôi. Vâng, úp lồng hai con hero ở đằng sau, tính toán là tốt của Mark. Khử Aoi hai cảnh trước, Aoi hai cảnh ta định bơi vào để đánh cái mini lạnh này, xong đánh cái lúc nãy đi. Trời ơi, vâng, mini lạnh thì vẫn chưa nổ. Mua thêm cục gem nữa của Oracle rồi. Game đấu vẫn chưa thể biết được, nhưng nói chung Evil Genius bây giờ họ đánh được, ép được hai con hero rất quan trọng, ba con hero rất quan trọng đối phương buyback ra. EG bây giờ mới là những người có lợi thế. Và một cái gậy hack dành cho Daxia, và sau khi buyback ra thì Medusa vẫn đủ tiền để lên cho mình cái Divine Rapier, sẽ là all in đến từ những con cá mập. Tại sao lại thế, sau game này mà Vega lại có thể thua được nhỉ? Nói chung là họ chỉ bị lỗi một cái tình huống đánh combat push high ground thôi, nhưng mà bây giờ rất là khó đánh thôi. Medusa thì full 6 slot item, có thể ăn xong con Medusa này thì ta sẽ vứt cái giày ra và cầm kiếm Aegis. Vẫn cứ phải là Vega. Còn tôi nghĩ rằng có lẽ sẽ để cho Mark cầm Aegis, có lẽ sẽ để cho Felix Void cầm Aegis ở trong tình huống này. Bây giờ cầm Void cầm cần cái kiếm Aegis vẫn là Medusa. Trời ơi, Medusa cầm một cái phô mai là được rồi mà. Trời ơi, đúng là anh ta vứt giày ra rồi, có thể bật flutter của butterfly lên để di chuyển nhanh hơn được. Để cho Mark cầm như mình, đấy là khiên Aegis thì sao? Wish fulfill. Vâng, trận này thì tôi nghĩ là còn lâu, ít nhất là phải 5 đến 7 phút nữa. Và
ping vào vị trí của FN. Các kiểu Aegir họ push high, à def high ground với con Daxia và với con Green Ranger, tôi nghĩ là họ def được. Bằng kéo FN về rồi thì muốn dọa nhau các thứ các kiểu rồi. Câu được cái Lotus Orb của Oracle. Vâng, cứ nghĩ rằng hôm nay thì EG sẽ xử gọn Vega, hoặc là Vega thôi thì đánh bài lạ giết EG 2-0 luôn, nhưng không, mỗi game toàn hơn tiếng. Hơi buồn, hơi quỳ nào. Tiếp tục là một con Medusa bơi thẳng lên, bị book một cái Heaven Halberd vào và đang không thể làm gì được. Ô cái gì này, hình như tôi đang bị rất lag luôn ấy, rất lag luôn ấy. Hình như không có tiếng luôn, what the hell. Vâng, ở đâu đó thì No One anh ta bị doom vào. Cái gì nhỉ, nhưng mà mọi thứ nó cứ bị slow motion như này. Lag à, chết rồi. Ok, đừng xem này. Drop là bằng không. Cái gì nhỉ, No One ở đây. Mọi thứ đứng im rồi, Sumail lên bảng đến số tôi vừa nhìn thấy. Tôi chờ tí đã, khi đây là một cái tình huống tôi chưa hiểu mà có chuyện gì đang xảy ra. Những AOE cảnh hết mana đang bị disarm lại. Vâng, Fear có lẽ là cũng sẽ chết kèo này rồi. Fear cố gắng mở một cái gậy gốt lên nhưng vẫn cứ là đi thôi. CK định làm cái gì đây? Có lẽ tôi nên tắt. Vâng, Fork Stab cho AOE hai cảnh lại. What the hell. Vâng, Medusa lên bảng đếm số. Medusa lên bảng đếm số mà không có bài bách. Cơ hội dành cho Evil Genius đây rồi. Tại sao lại như thế này, trời ơi. Vâng, Divine Rapier rơi ra và CK là người nhặt được. Có lẽ là tí nữa tôi sẽ không bật Facebook nữa vậy. Không bật livestream Facebook nữa vậy. Có vẻ như là có ảnh hưởng. Có vẻ như là có ảnh hưởng. Khi mà lượng người xem nó là đông thì có ảnh hưởng. Ok. Vâng, và quit game đến từ Medusa rồi. Hình như là đã có gõ GG. Chúng ta có một đều dành cho Evil Genius. Divine cuối cùng được cầm bởi đấy là CK. Có lẽ là game sau tôi sẽ không bật cái livestream trên Facebook nữa. Và chúng ta quay trở lại với việc là cát bằng 60 FPS.